Trời đất ơi, Cái gì vậy? Lên. Bỏ 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 khung thành này. Bỏ khung thành này. Sốt trời ơi, miếng ăn đến mồm còn rơi mất. Tạt cánh đánh đâu? Bắt tốt rồi đấy. Thấy bị chỉ trích của xã hội đã. À, cũng biết bắt rồi đấy, bắt tốt lên rồi đấy. Sút lên. Chuyển lên anh em ơi. Thôi chết rồi, 4-3 rồi. Sắp bị sân bằng tỷ số rồi các bạn ơi. Sút. Trời ơi, vẫn vào. Ơi. Mù mắt Gavin à? Từ từ. Rồi. Ông Thao nó vừa vừa thôi, ông là thủ môn mà. Thôi, combo nhanh như thế mà không ăn thua. Đâu bóng ơi. Bóng này bóng 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 bóng. Bóng. À. Mặt đới mặt tuổi gì vậy trời? Ủng hộ tiếp à? Các bạn làm sao vậy trời? Một tượng đài vững chắc như thế này mà các bạn không ủng hộ thì quá sai. Mặt đối mặt. Lừa thủ môn. Sút không vào. Thôi, phí quá. Bắt ghê vết đó. Sút. Úi giời ơi, được. Cũng biết chơi rồi. Các bạn đã luyện nhiều là cũng thành cầu thủ xuất sắc. Số 1 thế giới từ dưới lên rồi. Trời ơi, gay cấn quá các bạn ạ. 30 giây nữa. Gay cấn quá. Bóng đâu? Sút. Sắp vào rồi. Rồi, hình như là nhờ người chơi hộ nào các bạn đâu ơi, tạt cánh đánh đâu? Nào, chuyền lên đây, tạt cánh nào các bạn ơi. Nào, mình vỉa má ngoài cho, đúng rồi. Đây rồi. Sút. 8 giây vẫn phải vào, nhặt thêm trái nữa các bạn ạ. Nhặt thêm trái nữa thì chịu rồi. 3 giây. Thôi. Chán lắm, đá chế độ này mình cứ thôi phải vô địch cơ, mệt lắm các bạn. Mình cứ phải vô địch cơ. Cầu thủ giải nghệ rồi đi đá phử ủng hộ cầu thủ mới là tiếc à. MVP siêu cầu thủ chiếc giày vàng. Trời ơi. Đấy. Ủa, hôm nay làm cơm giảm tôi thử bỏ đi. Mấy cái giải phúi này cũng tặng mấy cái này ở nhà mình chất đống rồi không cần đâu các bạn ạ. Nắm không. Trời ơi, còn phản lưới 0-1-1 cái kia. 0-1-2. Hố thân cho bạn Huy cùng đội với hai quả tạ.